Fan của idol Phạm Thoại đi khắp thành phố để tìm viên thuốc hồi sinh và cái kết cực kỳ lú. Nếu là người hay quẹt TikTok mỗi đêm, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng gặp idol Phạm Thoại kêu gào về viên thuốc hồi sinh. Dài ơi! Thằng Ali Lê ơi, bán em viên thuốc hồi sinh! Ôi dài ơi, bố mày lại, mày sao lại viên thuốc hồi sinh? Là cái gì? Chơi cho nó đã mà sao mới già lại đi hồi sinh, thì sinh nào mà hồi được? Viên thuốc này gần như đã gắn liền với thương hiệu của thảm họa thời trang Việt Nam. Nó còn quá đáng đến mức các fan đã hỏi Phạm Thoại về viên thuốc này trong một sự kiện thời trang có anh tham dự. Để chứng minh viên thuốc hồi sinh là có thật, một thanh niên đã bôn ba khắp thành phố, từ hiệu thuốc cho đến các cô bán hàng rong để truy tìm sự tồn tại của viên thuốc này. Có lẽ, thanh niên này là một fan chân chính của Mèo Phò nên anh đang có ý định đi tìm nguồn hàng về cho idol bán chứ không khách hỏi nhiều quá. Chưa biết thuốc uống vào có hồi được trinh hay không, tuy nhiên viên thuốc ảo ma này đã giúp người xem hồi được năng lượng bằng những tiếng cười sau một ngày làm việc vất vả.